Đưa mặt đi. Nghe bất tùm hết rồi. Anh nói nhấn cái nút này cho. Nút này không? Ê, bên kia. Đây không? Dưới bên kia. Đây à. Trời, nó chu giống chó sói quá vậy. Ủa, nó là chó sói hả? Đó là chó sói. Ủa, nó biểu hiện thần tục rồi đó. Ghê vậy. Trời, tưởng đâu chó bình thường, chó sói à. Ghê quá hả? Giờ Tùng đi trước hả? Đúng rồi con. Dạ. Ê, nó dữ vậy làm sao mình chụp hình chung được không, ha? Không. Hay á. Mà nói chuyện sao hay á. Wow. Đẹp quá. Mày hú ghê quá. Mày hú ghê quá. Giờ đợi nón bảo hiểm vô không biết ai luôn. Nè bắt chồng đi. Cho người bắt chậm tiết không đây nè. Kết đường chó này chú trọng nè, nè. Đây hai ông màu đỏ đứng sát bên đây. Trời ơi đẹp quá luôn. Thấy luôn. Thấy luôn. Ê nhưng mà dày thì hơn không biết sao quay nữa đó nha. Khó à, cái người quay cho cái người mình khó à. Ở vậy tí con có đi không? Không, con chú Trọng với cô Thu đi. Vậy Trọng Thu đi, con với Hồng không có đi. Tính là hồi nãy tính em với Hồng ngồi bác anh bắt Trọng với Khoa quay phim mà bây giờ quay không biết đường nào đâu mà quay. Đâu có còn biết đường nào nữa đâu mà quay. Anh Trọng, anh Trọng. Bấm cái nút tiếp theo.